Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội thảo và tòa đàm thông tư quy định về quy trình thực hiện thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng, cấp thị thực và các loại giấy phép tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Tham dự có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo cục cửa khẩu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Tại buổi hội thảo và tòa đàm, đã có 13 ý kiến của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh thảo luận, tập trung đánh giá, làm rõ tình hình, kết quả thực tế trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng. Sự cần thiết xây dựng thông tư quy định về quy trình thực hiện tổ tục kiểm tra giám sát biên phòng, cấp thị thực và các loại giấy phép tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Lê Văn Phúc ghi nhận các ý kiến đóng góp và cho biết, các ý kiến này sẽ được bổ sung để xây dựng các thông tư quy định về quy trình thực hiện tổ tục kiểm tra giám sát biên phòng cấp thị thực và các loại giấy phép tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Trước đó, Thiếu tướng Lê Văn Phúc và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.